cho các bạn. Các bạn có biết cây này là cây gì không? Cây này là cây mận đó. Nhìn thấy ghê chưa? Nhìn thấy lá nó ghê chưa? Cây mận gì mà nhìn thấy lá không trời, không thấy trái, thấy bông gì trơn. Để mình lại gần coi sao. Trời ơi, cây mận gì mà cái lá nó bự coi nè. Chưa từng thấy luôn. Chưa từng thấy cây mận nào mà cái lá nó bự. Này mận gì vậy không biết nữa. Sao không thấy trái hết trơn vậy ta? Mình xuống đây mình coi thử coi nó có trái hay không nha. Wow, trái dữ lắm à. Đó, bông dữ lắm luôn. Ở ngoài nhìn vô không có thấy đâu. Quá trời trái luôn các bạn ơi. Đó, thấy không? Đó, phải quấn bọc lên gì nè, chứ không thôi là gùi đục trái nó đục vô là dòi không ăn, không được luôn, không có trái nào để ăn luôn đó. Đó, phải quấn bọc gì nè. Để mình mở thử một bọc coi trái nó như thế nào. Quá trời rồi. Cho các bạn coi nha, mở cho các bạn coi nha. Ghê chưa? Cái này là mận da xanh nha các bạn. Trái to lắm. Cái này là còn nhỏ đó, chưa ăn được nữa đó. Mà nó bự vậy đó. Còn để mình gỡ cái bọc nào có trái bự kìa. Quá trời luôn. Mận mà cái lá to ghê thiệt. Quá trời to luôn nè. Cái này mận Đài Loan gì á. Nó đi hội chợ rồi mua. Mấy con gùi nó khoái lắm. Đó, okay. Đây. Đó. Mấy con gùi nó đục. Nó đục sâu vô đây nè. Đó. Bây giờ ra bông gì. Bông gì là phải lấy bọc quấn vô liền, bịt lại liền, còn nếu không là gùi nó đục vô là trái mặn bự lên là có con dòi chổng liền đó. Các bạn có ai biết cách để trị mấy con gùi này chỉ cho mình để mình xử lý nó mới được. Cái này là mình lấy bột chùm hay chảy nè. Nó đục vô gì nè. Bạn thấy không? Đó. Nó đục gì đó. Wow. Cái này là nó còn nhỏ đó nha các bạn, không chưa được bự gì mấy đó nha. Tại cái giống này giống bự mặn, cái giống mặn bự trái. Quá trời. Còn bông nữa nè, bông dữ lắm, bông luôn. Ở ngoài mình nhìn vô thấy lá không à, không thấy bông, thấy trái hết trơn.
Vì cái lá nó bự quá nó che làm gì nó không thấy. Đó. Thấy không? Lấy gần mới thấy. Có con cây mận duy nhất à. Trái bông nè. Chùm chùm luôn. Đó. Này còn nhỏ chưa ăn được. Nó ngọt nha các bạn. Mặn này ngọt lắm. Mình để chai thuốc sâu đây đang cho gùi nó sợ mà nó không có sợ.